Tăng đoàn lên tiếng về sự đàn áp biểu tình của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hội đồng điều hành Chùa Giác Hoa, 15/7 nơi Chân Long, phường 7 quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn, Phật lịch 2560, số 05/HDDH/VT/VT. Bản lên tiếng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất về sự đàn áp biểu tình của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau 41 năm áp đặt sự cai trị lên toàn cõi Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng cả về an ninh quốc phòng, ngoại giao, giáo dục, văn hóa, kinh tế và môi sinh. Từ việc khai thác mang tính hủy diệt những khu rừng nguyên sinh từ Bắc chí Nam, đến việc cho người Tàu xây dựng các nhà máy nhiệt điện trên khắp nước, khai thác bùa xít ở Tây Nguyên, cho thuê rừng ở đầu nguồn, vân vân, đã làm ô nhiễm trầm trọng bầu không khí ở nguồn nước, tàn phá môi trường sống, biến những vùng đất màu mỡ trù phú như Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long thành những vùng đất khô hạn. Việc cấp phép đầu tư dễ dãi cho người Hoa các công trình trên khắp nước để phục vụ quyền lợi của các nhóm lợi ích đã và đang tạo ra mối đe dọa lớn cho an ninh quốc phòng và môi sinh tại Việt Nam, làm dư luận nhân dân bất bình, mà thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung hiện nay như giọt nước làm tràn ly, đã dẫn đến những cuộc biểu tình lớn của nhân dân cả nước, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn. Lòng dân sôi sục bất bình thể hiện qua các cuộc biểu tình đã làm nhà cầm quyền run sợ. Thay vì tôn trọng lắng nghe đàm phán, thì nhà cầm quyền lại thẳng tay đàn áp, hòng dập tắt mọi tiếng nói của lương tri, trách nhiệm và đòi hỏi chính đáng. Đã có hàng trăm người bị bắt, hàng trăm người khác bị đánh đập dã man, kể cả phụ nữ và trẻ em, và hàng trăm người bị quản thúc tại gia một cách bất hợp pháp. Chùa Giác Hoa, chùa Liên Trì, tại Sài Gòn và Tư Gia, các nhà vận động cho dân chủ, dân quyền đều bị canh gác nghiêm ngặt suốt trong những ngày người dân xuống đường biểu tình vừa qua. Những đoạn phim và hình ảnh về sự đàn áp, đánh đập dã man người biểu tình đã được phổ biến trên mạng lưới truyền thông độc lập, làm cả thế giới xúc động. Trước thảm họa môi sinh và cách hành xử bất xứng của nhà cầm quyền đối với người biểu tình yêu nước, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nêu lên quan điểm: hành động đàn áp người biểu tình yêu nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vi phạm hiến pháp, vi phạm công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị, cụ thể là quyền được biểu tình ôn hòa. Hành động đàn áp biểu tình là sự chà đạp lên nhân quyền và nhân phẩm của công dân, phủ nhận quyền lực tối cao thuộc về người dân đã được minh định trong hiến pháp. Đàn áp biểu tình ôn hòa đồng nghĩa với việc triệt tiêu nội lực quốc gia, vì đã gạt bỏ ý nguyện của người dân trước những vấn đề hệ trọng của đất nước. Hành động đàn áp biểu tình này đã một lần nữa phủ nhận tính chính đáng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc. Nay Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cực lực lên án hành động đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với người biểu tình bảo vệ môi sinh, yêu cầu nhà cầm quyền đối thoại với người biểu tình, các hội đoàn xã hội dân sự và các tôn giáo để tìm giải pháp cho vấn nạn môi sinh hiện nay, bồi thường danh dự và thiệt hại sức khỏe cho những nạn nhân bị đánh đập,
trừng phạt những cá nhân và cơ quan có trách nhiệm trong việc ra chỉ thị đàn áp, không để tái diễn những vụ đàn áp như vậy trong tương lai, có biện pháp hữu hiệu và có thể kiểm chứng để khắc phục thảm họa môi trường, minh bạch trong mọi chính sách liên quan đến quốc gia để an dân thay vì đàn áp. Chùa Giác Hoa, Sài Gòn, ngày 11 tháng 5 năm 2016. Thay mặt Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Viện trưởng Ấn ký Tỳ kheo Thích Viên Định. Chúng ta đã chạy nhiều nơi để tìm về bến đỗ. Chúng ta lưu vong ngay trên quê hương đời mình quá khổ. Chúng ta ngơ ngác nhìn nhau như người Việt lạc loài trên phố. Những ánh mắt nhìn về tương lai sâu hẳm như hầm hố. Và chúng ta chưa bao giờ dừng lại về một ngày đó. Ngày đó anh sẽ về quê, tìm một miếng đất cất lên căn nhà. Đằng trước hay khu vườn sau sẽ có hàng rau với dăm con gà. Và nếu như duyên lành ban, anh cưới được em, có vài đứa cháu vui với mẹ cha. Ngày đó anh sẽ làm cha, chọn vòng lễ giáo nuôi con nên người. Hạnh phúc chung sống cùng em, chia sớt đời nhau vén vun gia đình. Đời sớm đơn sơ mà vui, chỉ thế mà thôi. Tháng ngày dần trôi, anh mang ơn đời. Ngày đó sẽ không còn xa, sẽ không còn xa. Căn nhà chúng mình dựng lại trong tim, dựng trên quê hương đời sớm thanh bình. Ngày đó sẽ không là mơ, sẽ không là mơ. Chân thành với đời, tình người cho đi. Ngày đó có khi là ngày đang tới. Ngày đó em ơi, đã có lúc chúng ta rơi trong tuyệt vọng, chúng ta vẫn bên nhau cố vào đức tin rồi đứng dậy. May mắn quá tình người vẫn còn đấy, giữa muôn trùng khổ ải đọa đày, vậy mà vẫn còn những bàn tay giữ chúng mình ở đây. Ngày đó anh sẽ về quê, tìm một miếng đất cất lên căn nhà. Đằng trước hay khu vườn sau sẽ có hàng rau với dăm con gà. Và nếu như duyên lành ban, anh cưới được em, có vài đứa cháu vui với mẹ cha. Ngày đó anh sẽ làm cha, chọn vòng lễ giáo nuôi con nên người. Hạnh phúc chung sống cùng em, chia sớt đời nhau vén vun gia đình. Đời sớm đơn sơ mà vui, chỉ thế mà thôi. Tháng ngày dần trôi, anh mang ơn đời. Ngày đó sẽ không còn xa, sẽ không còn xa. Căn nhà chúng mình dựng lại trong tim, dựng trên quê hương đời sớm thanh bình. Ngày đó sẽ không là mơ, sẽ không là mơ. Chân thành với đời, tình người cho đi. Ngày đó có khi là ngày đang tới.
ngày đó em ơi. Dù thế nào mình cũng vẫn ở lại đây, dù thế nào mình cũng vẫn ở bên nhau, để một ngày không còn giật mình khi nghe những tiếng nói lạ, những bước chân lạ đi trong đêm. Ngày đó căn nhà chúng mình sẽ thật yên bình. Ngày đó em ơi. Dù thế nào mình cũng vẫn ở lại đây, dù thế nào.